dùng là hư vọng, để là tịnh định. Tịnh định mới là thật. Từ điểm này chúng ta lãnh hội được Đức Phật dạy học giáo huấn đối với hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta tu định. Vì sao Phật dạy chúng ta tu định? Vì tịnh định là chân tâm thường trú. Nếu muốn minh tâm kiến tịnh, muốn thấu triệt chân tướng nhân sinh vũ trụ, nếu không thấy được tự tánh thì diễn diễn không thể thấu triệt. Muốn minh tâm kiến tánh không thể không tu định. Chứ gì phải biết điểm khác nhau giữa Phật pháp và tất cả pháp thế gian. Nhà Phật lấy tu định làm chủ. Đây là then chốt của Tam Vô Lậu học. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Vô lượng vô biên pháp môn. Phương là phương pháp, môn là con đường. Tuy pháp môn khác nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu tu học là tương đồng. Tất cả đều tu định. Trong tông môn, quan tâm là tu định. Tháp thoại đầu là tu định. Chỉ quán của giáo môn là tu định. Trì chú của Phật tông là tu định. Tịnh tâm niệm Phật vẫn là tu định. Phương pháp khác nhau. Phương hướng, mục tiêu không thay đổi. Đều là tu định. Chỉ có định mới có thể khai tuệ. Chỉ có tuệ mới có thể chiếu rõ thật tướng chắc chắn, đạt đến mục tiêu đã yêu cầu. Cho nên hai chữ tịnh định vô cùng quan trọng. Ở đây nói về đắc pháp, đưa vua trời đại tự tại trên vị trí hàng đầu. Chúng ta hiểu rõ dụng ý này. Đây là nguyên lý cơ bản, chính chiến không thay đổi. Khi hiểu rõ, ta mới biết tu định rất quan trọng. Định là gì? Quý vị cần phải hiểu rõ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng giải thích với chúng ta về ý nghĩa của hai chữ thiền định này. Tổ sư nói đến hay, bên ngoài không trứng tướng gọi là thiền, bên trong không động tâm gọi là định. Tuy Pháp Bảo Đàn là điển tịch của thiền tông, nhưng nguyên tắc nguyên lý trong đó có thể không đạt hết các tông pháp, có thể không tất cả các pháp môn. Đó là tương ứng chung và phải gọi là pháp môn đại tâm kiến. Không được sơ xuất điều này. Người tu niệm Phật chúng ta nếu đã bắt được nguyên lý quy tắc này, công phu niệm Phật có thể đắc lực. Không những có thể đắc lực
Sách mặt trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật đưa ra một